Xin chào mừng quý vị cùng đến với không khí đón Tết Giáp Thìn 2024 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tết này VTV có hoa sơn ca, có táo quân và hàng loạt chương trình được đầu tư công phu làm nên một thực đơn Tết đầy màu sắc của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin nồng nhiệt chào đón quý vị khán giả tới với chương trình Hoa Xuân Ca 2024. Kính chào quý vị, thời khắc chuyển giao sang năm mới Giáp Thìn 2024, năm con rồng đã cận kề. Từ ngàn đời nay, đã là người Việt Nam, ai cũng mang trong mình niềm tự hào khi là con rồng, cháu tiên. Và hy vọng không phải chỉ luôn luôn nằm ở phía trước mà nó nằm chính ở trong con người mình. Thank you.
khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và luôn luôn đồng hành với VTV trên mọi nẻo đường của năm Giáp Thìn 2024. Và bây giờ chúc mừng năm mới.